Ngày hôm nay đội hình ra sân của TG vẫn là những cái tên quen thuộc: Hưng Ecele, Giang Nguyên Công, Ngọc Linh, Xuân Kiên, Tự Lực, Văn Niệm và Công Huấn. Đó là sự lựa chọn của huấn luyện viên Kim Mạnh. TG đã có một khởi đầu như mơ tại HPL năm nay. Và đây là đội hình ra sân của Anh Pháp với Tuấn Anh, Thái Bá Sang, Ngọc Ánh, Đình Thắng, Đức Trung, Viết Trường và Thái Tôn. Người đứng trước bóng đó chính là đội trưởng bên phía Anh Pháp. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Anh Pháp. Một tình huống dứt điểm tưởng chừng không có gì nguy hiểm cho cụm thành của Hưng Ecele, và Thái Bá Sang đã lập công. Thái Bá Sang, một trong những cái tên từng được đánh giá rất cao trong áo của câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, người được kỳ vọng là sẽ thay thế cho người đàn anh Hoàng Văn Khánh, nhưng sau đó những chấn thương và Thái Bá Sang đã không giữ được một nền tảng tốt để có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Và bây giờ với sân chơi HPL thì Thái Bá Sang đã có một pha dứt điểm cực kỳ hay bằng chân trái. Lúc này thì cao thủ TG vẫn chưa thể tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành của đối thủ. Sau khi họ nhận bàn thua thì lúc này Anh Pháp vẫn đang là những người chơi hay hơn so với TG. Việc có được bàn thắng cũng sẽ giúp cho Anh Pháp chơi với một tâm lý thoải mái hơn. Đã có một pha bóng đẩy sau của cầu thủ bên phía TG. Chúng ta cùng xem lại tình này. Một pha bóng mà Tự Lực cũng đã có tác động. Đúng là tác động. Lực Casemiro vừa rồi đã thì đấu không thực sự tỉnh táo. Bây giờ thì các thủ Anh Pháp sẽ được hưởng một quả đá phạt. Sẽ là một tình huống mà Đức Trung cần phải có được sự kết nối tốt với những vệ tinh xung quanh và đã đứng ở những vị trí cực kỳ cần thiết. Đá phạt của Đức Trung, cơ hội. Có lẽ là khi kết thúc V-League, Đình Bắc sẽ ra sân thi đấu. Đó là pha tấn công của cao thủ Anh Pháp. Người đã chuyền bóng vào trong đó chính là Phùng Viết Trường. Pha phối hợp giữa Thái Tôn, Phùng Viết Trường. Rất nguy hiểm, đường chuyền vào của Tự Lực. Vẫn đang là các cầu thủ TG đã có một tình huống va chạm. Giang Nguyên Công. Công Trường Khúc vừa rồi đã có một tình huống dứt điểm không trúng đích. Cơ hội, dứt điểm không vào. Người đã chạm bóng cuối cùng trong tình huống vừa rồi đó chính là Linh Ibra. Đó là pha phối hợp có thể chấp nhận được và rất đáng khen của cao thủ TG. Một tình huống cố định và họ cũng đã biết cách để có thể tìm đường đến khung thành. Họ đang thực sự rất nỗ lực. Cú dứt điểm từ xa không vào, nhưng vẫn có bàn thắng. Chính xác là đã có bàn thắng dành cho các thủ TG. Bóng găm thẳng vào trong cầu môn của Anh Pháp. Tình huống diễn ra rất nhanh và Luân Lưu là người đã lập công. Sự thay đổi người rất chính xác và cực kỳ thuyết phục. Luân Lưu vào sân để thay cho Công Huấn và ngay lập tức đã ghi bàn. Ở trong tình huống đẩy bóng này thì tưởng chừng như là bóng đã ra ngoài, nhưng chính xác là bóng đã vào trong khung thành của Anh Pháp. Đánh đầu không vào. Lần này thì Hưng Ecele đã bắt buộc phải trổ tài. Quả đá phạt rất cơ bản. Cú lắc đầu là rất tốt của Thái Bá Sang. Đang là những tình huống tấn công của các cầu thủ TG. Thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa. Theo nhận định của cá nhân thì có lẽ là thủ thành Tuấn Anh cũng không thực sự chắc chắn trong khung gỗ bên phía Anh Pháp.
như là thủ thành kỳ cựu Quang Kiên. Rất nguy hiểm, cơ hội tấn công dành cho cao thủ TG. Cú sút không vào. Suýt chút nữa thì Luân Lưu đã có được cú đúp trong ngày hôm nay với những tình huống dứt điểm từ xa. Lại là một pha bóng xử lý thực sự là quá long ngóng của thủ môn Tuấn Anh. Chỉ cần dứt điểm trúng đích thôi thì có lẽ bàn thắng sẽ tới với TG. Cao thủ TG Giang Nguyên Công. Pha xử lý của Công Trường Khúc, dứt điểm không vào. Ở trong hiệp 1 thì Giang Nguyên Công không có nhiều cơ hội cho những tình huống ra chân như vậy. Nhưng đây là một pha xử lý rất đẳng cấp của Giang Nguyên Công. Tương đối mạo hiểm của Nhiệm Ma. Nhiệm Ma! Cú dứt điểm ngay của đội trưởng bên phía TG. Rút ra được những sự hiểu biết cần thiết ở trong hiệp 1. Thì đến hiệp 2 trận đấu này, cao thủ TG cũng đã mạnh dạn để có thể dứt điểm ngay sau khi họ có cơ hội. Đó là sự hợp lý thôi. Tiếng phập của Giang Nguyên Công. Cơ hội, cú sút. Như vậy đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trọng tài đã thổi phạt tình huống va chạm trước đó của cầu thủ bên phía TG. Đã có lỗi của tự lực trước khi bóng được đưa vào lưới. Bàn thắng không được công nhận cho TG. Pha phối hợp rất nguy hiểm của các cầu thủ TG. Một pha bóng mà trọng tài cũng đã có những quan sát và tính toán, đưa ra quyết định riêng. Nhiệm Mà. Tình huống tấn công dành cho cao thủ TG được chuyển vào. Đức Trung đánh đầu. Chưa có bàn thắng thứ hai trong trận này dành cho các thủ Anh Pháp. Người đã đánh đầu trong tình huống vừa rồi là Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đứng một chỗ và bật nhảy. Phản công dành cho cao thủ TG. Giang Nguyên Công, cơ hội được chuyển rất hay. Và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ TG. Lộc Tô Zes, sự khác biệt đã được tạo ra. Thay thế cho Linh Ibra ở trong hiệp đấu thứ hai này. Và Lộc Tô Zes, một trong những ngôi sao của sân chơi bóng đá Phủi, đã tỏa sáng. Trước đó phải kể đến một pha đi bóng rất hay của Giang Nguyên Công. Và sau đó thì Công Chiều Khúc tung ra một đường truyền sắc lẹm dành cho Lotoges. Chúng ta cùng theo dõi là tình huống này. Bốn cầu thủ bên phía Anh Pháp đã không thể cắt được tình huống chuyền bóng này của Giang Nguyên Công. Đường truyền bằng chân trái của Công Chiều Khúc. Lotoges đã quá hay. Một pha trả bóng đầy tinh tế. Cơ hội dành cho các cầu thủ Anh Pháp. Mất bóng rồi. Đã không thể có tình huống dứt điểm từ xa. Cơ hội dành cho cầu thủ TG. Và đó là bàn thắng chấm hết dành cho các cầu thủ Anh Pháp. Chiến thắng chắc chắn sẽ đến với TG trong trận đấu ngày hôm nay. Sự thay đổi người thực sự đã tạo ra khác biệt cho TG Luân Lưu. Khi bàn thắng ấn định tỷ số, nhiều khả năng sẽ là như vậy cho đội bóng của mình. Phá phản công của các cầu thủ TG. Nguyên Hưng. Không rõ Nguyên Hưng định làm gì. Đó là pha dứt điểm ra ngoài của Nguyên Hưng. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu giữa TG và Anh Pháp cũng đã vang lên. Kết thúc màn so tài, tôi cũng xin phép được gặp lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.